Ngày hôm nay, Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an địa phương tiến hành kiểm tra khu vực tìm được thiết bị chụp ảnh xuyên thấu có chứa nguồn phóng xạ tại vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Trước đó thì vào chiều tối ngày hôm qua, lực lượng chức năng đã thu giữ được thiết bị nguy hiểm này sau một tuần bị thất lạc. Sự việc xảy ra vào ngày 12 tháng 9, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn APAY châu Á Thái Bình Dương mang thiết bị chụp ảnh xuyên thấu chứa nguồn phóng xạ về nhà trọ tại phường 4 Tân Bình thì bị mất. Và vào chiều tối qua ngày 18 tháng 9, công an quận Tân Bình phát hiện được một người dân tại quận Tân Phú đang giữ thiết bị này. Ngay lập tức, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, đến 21 giờ thiết bị trên đã được bỏ vào thùng chuyển đi. Khai báo với lực lượng chức năng, nam thanh niên giữ thiết bị này cho hay một người bạn là công nhân đã mang túi đồ có thiết bị trên đến gửi rồi bỏ đi. Ngày hôm nay 19 tháng 9, công an quận Tân Phú tiến hành điều tra làm rõ, truy tìm người thanh niên gửi thiết bị phóng xạ. Thiết bị này có chức năng chụp ảnh xuyên thấu chứa nhiều chất phóng xạ, trong đó nguy hiểm nhất là chất iridium-192. Chất này có thể khiến người bị nhiễm bị bỏng, nhiễm độc phóng xạ và chết.